Dư tội quyển 6, chương 28 Có sai thì sửa một Cố gắng gượng cười tiễn xe trên tỉnh đi lại gọi Phương Phương Diều chỉ đạo viên khốn khổ vào phòng uống thuốc, đến tội cho ông già, phải cái thần kinh hơi yếu, chịu không nổi chuyện lên xuống như thế. Dư tội nhìn hai kẻ phá đám là lão cẩu và bao bì, mặt tím tái như gan lợn, trống lên, hai thằng khốn kiếp biết chọn thời gian mà về nhỉ, sớm không về, muộn không về, đúng lúc tỉnh xuống kiểm tra thì về. Hả, trên tỉnh Lão cẩu giật nảy mình Bao thiên nhạc lắp ba lắp bắp giải thích Khó, khó khăn lắm mới bắt được hai thằng này Chúng cướp xe du lịch không chỉ một lần Mẹ nó Ai cướp, không chứng cứ đừng nghi oan người tốt Nghi phạm chửi lại Có cả đống nhân chứng mà mày còn trợn mắt nói dối được à Hôm mùng một mày ở đâu Lão cẩu nóng máu Quên rồi Nghi phạm biểu môi kinh bỉ. Đám người này ra hỏi bình thường không có kết quả, dư tội bóc tráng, không giận nữa, thực tế là vậy, rác vàng lên mặt vờ vịt làm gì, đi tới mắng hai hình cảnh, đánh người là sai rồi, đúng không người anh em? Đúng. Nghi phạm mừng rỡ gật đầu. Cho dù người ta ăn cướp là không phải, nhưng đánh người cũng là các anh không đúng, đúng không? Đúng. Nghi phạm thấy có người chống lưng cho, gan càng lớn. Đúng thế, chẳng qua cướp vài cái ví, có cần đánh người ta thế này không? Dư tội quay sang hai nghi phạm, quan tâm nói, tiền chẳng kiếm chẳng được là bao bị ăn đòn thế này, không còn lẽ trời nữa rồi. Chứ còn không à, mấy người quá đáng lắm. Nghi phạm khác cảm giác như gặp được tri kỷ. À, vậy là đã cướp thật rồi à. Dư tội cười rất hòa nhã. Hai nghi phạm á khẩu, không dám lắm mồm nữa, mặt đỏ bừng bừng, mấy hình cảnh không nhịn được cười, rơi vào tay đội trưởng, thật là đáng thương dám làm không dám nhận sao xứng làm nam nhân. Dư tội quay đầu chỉ huy hai người kia, dù thế nào đánh người sai rồi. Huynh đệ tốt thế này sao lại đánh, kéo ra sân sau, chỗ cái cây cổ thụ ấy, treo tay lên rồi tục quần phơi gió vài tiếng, nếu chưa đủ lạnh hất thêm ít nước, tác dụng hơn nhiều, thôi đi đi. Đánh người ta. Thật là, chả văn minh gì. Lão cẩu và bao bì cười gập lưng, kéo hai nghi phạm phát hoảng đi, trời lạnh âm độ, mặc áo bông còn lạnh run người tụt quần ra mấy tiếng cái kia cũng hỏng mất đừng đừng chúng tôi chỉ lấy hai cái ví phần lớn còn phải đưa nhị ngốc tử sao cứ nhắm vào chúng tôi có tin rồi mau mau đi bắt nhị ngốc tử thôi cơ sở là như thế hữu hiệu nhất chỉ có phương thức trực tiếp nhất mà thôi miệng rộng nơm nớp quay về gọi các đồng chí trong đội ra nhận thịt sau đó cúi đầu tới trước mặt dư tội lý nhí nói xin lỗi đội trưởng tôi sai rồi làm hình cảnh kiểu gì mà không biết quan sát, xe của tỉnh đổ giữa sân, anh cứ hiên ngang kéo xe thịt vào. Dư tội thở dài, hình tượng của đội bị anh hủy hết rồi. Đội trưởng bảo nhắm có lợn mới chết là kéo ngay về đội cho tươi mà, ai ngờ người trên tỉnh xuống góp vui. Miệng rộng lào bào. Dư tội phất tay với các đội viên khác đang đợi lấy thịt, lấy đi lấy đi, quan tâm phỏng vấn làm gì, chúng ta cứ ăn cho sướng hẳn nói. Ba Dũng, cảnh cáo anh, quản cái miệng của mình, còn nữa làm gì cũng chú ý nếu không chút họa vào thân vân vân đội trưởng anh minh đảm bảo không có lần sau đâu ạ à. ba dũng cười ngọt vỗ mông đội trưởng không cần biết bên trên nghĩ gì nhưng đồng chí cơ sở cực kỳ ủng hộ hành vi chống cấm lệnh của đội trưởng thịt lợn sẽ ngay ở lối đi mỗi người một phần cười nói hỉ hả đang phân chia chưa xong thì ba dũng nhìn thấy lại có xe tới hoảng hốt chạy vào phòng dư tội đội trưởng có chuyện rồi lại có lãnh đạo cấp trên tới có dấu thịt lớn đi không còn kịp không dư tội thò đầu ra á à, không kịp tới cửa rồi dư tội tức giận đá hắn một phát vào mông vội vàng chạy xuống y đã nhận ra là xe tổng đội chào tổng đội trưởng tổng đội trưởng ở cửa một đám hình cảnh đang hớn hở xẻ thịt lợn phân chia nhau khi người trong xe vừa xuống ai nấy không khác gì bị tống nguyên miếng thịt lợn vào miệng mắt lồi cả ra. Chỉ sư Kiến Thành còn biết kính lễ, chỉ đạo viên hốt hoảng chạy xuống chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, ôm lấy trái tim già khốn khổ, cứ tiếp tục thế này chả mấy vào viện nằm với đội trưởng trước. Mấy con lợn lớn, lóc nạc xẻo mở xong, khắp nơi còn vương vết máu, hứa bình thu nhìn hiện trường chia thịt, lại nhìn đám đội viên sợ tái mặt, khó lắm mới nhịn được cười. Tổng đội trưởng Chúng tôi Chúng tôi, chỉ đạo viên nghẹn ngào không nói lên lời, thanh danh cần kiệm cả đời hủy hết rồi. Các đồng chí biết sống quá nhỉ, tỉnh ra lệnh không được phát phúc lợi dưới bất kỳ danh nghĩa nào, chi đội còn không dám, vậy mà ở đây làm trước. Ai cầm đầu, có phải là dư tội không? Hứa Bình thu sầm mặt hỏi. Không, không phải, là tôi đồng ý, tôi sẽ lập tức đi trả. Quách Duyên Hỷ nhìn ra rồi, trong đội có thể thiếu chỉ đạo viên nhưng không thể thiếu đội trưởng. Hứa Bình Thu cười phá lên, lão Quách, thôi đi, anh mà có cái bản lĩnh này thì Trang Tử Hà làm sao nghèo thế được. Ha ha ha, trả cái gì mà trả, trả để mọi người oán trách, tiêu cực bãi công thì sao? Tiểu Lưu, mang đồ thăm hỏi trên xe xuống. Tôi không dài dòng nữa, tôi đại biểu cho tổng đội thăm hỏi các đồng chí ngày lễ vẫn chiến đấu ở tuyến đầu, mọi người vất vả rồi. Ái già, Quách Duyên Hỷ cảm động dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng vỗ tay như sấm, ai nấy hí hưởng nhận vật phẩm thăm hỏi của tổng đội, một túi đường năm mới, loại rất rẻ tiền nhưng anh em ai nấy ấm lòng ấy đội trưởng của mọi người đâu hứa bình thu không thấy dư tội hỏi sư kiến thành sớm biết đội trưởng trốn ở góc cầu thang không dám lộ diện lén lút chỉ chỉ hứa bình thu vỗ về mọi người lên lầu đi qua bên dư tội đứng ở ngã rẽ liếc một cái không vui chà làm cao quá tổng đội trưởng tới mà không thèm ra đón báo cáo tổng đội trưởng dư tội nghiêm túc kính lễ tôi tới rồi đây thôi chỉ là tổng đội trưởng đi nhanh quá. Hôm nay khí trời tốt như thế, chắc là không bị phê bình đâu, dư tội thăm dò bằng nụ cười. Hứa Bình Thu trừng mắt hạ thấp giọng xuống, cậu không làm trò khác người thì chết à, cấp trên vừa ra cấm lệnh, cậu hay lắm, nên ngang phát giữa lối đi luôn. Ai mà biết mọi người tới đúng lúc chia đồ, trước kia cả năm không ai tới chỗ nghèo khó này một lần. Dư tội thấy rất oan ức. Cậu là nhân vật tấm gương anh hùng rồi, không tới mà được à? xử lý cho mau để đốc xác gặp được thì tôi là người đầu tiên phạt cậu quyết không nương tay dư tội nghe vậy thò đầu từ lan can ra quát này kiến thành mau chia thịt cho anh em ai chưa lĩnh mang tới nhà sau này cấm chỉ mang thứ không liên quan tới đội này đi mua vài bao thuốc cho mấy anh em tổng đội đội trưởng đã có lệnh phía dưới nhanh chóng thực thi hứa bình thu dở khóc dở cười đừng hoàn tặng quà cho người tổng đội luôn có điều cảnh tượng này đã nhiều năm rồi ông chưa thấy đột nhiên nhìn dư tội la hét cùng đám đội viên reo hò, như nhìn thấy mình năm xưa, cả khung cảnh cái đội nghèo khó treo phong này cũng giống. Dư tội an bài xong thì Hứa Bình Thu đã vào văn phòng của mình, biết thoát nạn rồi, thở vào chạy theo, không ngờ thấy ông ngồi ở ghế của mình xem báo, mặt mày nghiêm túc, cảnh giác thu lại nụ cười. Tổng đội trưởng còn gì an bài không ạ? À. Hiện giờ người có thể khiến y sợ hãi không nhiều nữa, vị này chắc chắn xếp đầu bảng trong số đó. Hứa Bình Thu thì ngứa răng biết thằng nhãi này chưa bao giờ biết nhận sai huống hồ gây ra chuyện lớn như thế mà một mình xoay chuyển tình thế chắc chắn trong lòng đắc ý lắm đây đã không sao thanh danh càng lớn ngay cả tỉnh cũng phải chuẩn bị biểu dương muốn cảnh cáo loại yêu quái này đâu dễ gì quay lưng lại cho tôi xem xem gì ạ à? dư tội ngớ người không theo kịp tư duy của lão hứa xem xem đuôi cậu có phải vẫn lên trời rồi không dư tội cười ngượng ngùng đúng là gần đây có hơi đắc ý thật Hứa bình thu đột ngột hô, nghiêm. Dư tội gần như bản năng nghe hô là đứng thẳng, khép chân. Xoay người ra sau. Hả? Lão già này không đùa à? Dư tội không hiểu vẫn quay người, tức thì gá một tiếng, cơn đau làm y lão đảo va vào tường, thiếu chút nữa ngã, quay đầu lão hứa thông thả thu chân. Cú đá này thật ác, trúng hông, dư tội đau không đứng thẳng lên được, buộc miệng chửi, con mẹ nó, ông đợi đấy. Con mẹ nó, Cậu định làm gì tôi Hứa bình thu sáng tay áo Không đánh thằng này tưởng mình giỏi Có giỏi thì xông vào Tôi tiếp bất kể lúc nào Dư tội tức điên Biết thế nào cũng bị lão già này dằn mặt Không ngờ lão ta chơi bẩn như vậy Lãnh đạo kiểu đếch gì thế Nhưng bảo y xông vào đánh thì không dám Thở phì phò tức giận Té ra chỉ có thế Hứa bình thu khinh bỉ về chỗ ngồi Nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra Cậu làm chuyện lớn như thế thực sự không nghĩ ra phải thưởng gì, sở muốn đưa cả đội lên làm đơn vị ưu tú, tổng đội chuẩn bị biểu dương cá nhân. Cá nhân tôi không thể không biểu lộ. Biểu lộ bằng một cú đá à, dư tội hậm hực dựa lưng vào tường, quay đầu sang bên. Tôi đá cậu một cái, cậu đã muốn giết tôi rồi. Vậy cậu dẫm người ta xuống chân, đạp đổ chuyện làm ăn của người ta, vậy người ta có muốn giết cậu không? Hứa Bình Thu chỉ mặt hỏi. Kỳ thực dư tội cũng lo chuyện này, nhưng không muốn thừa nhận trước mặt ông ta, sợ cái gì, tôi là cảnh sát, hắn dám làm gì tôi à. Đúng thế, đại bộ phận đều không dám, nếu như lập án điều tra theo quy trình thì không ai làm gì được. Nhưng cậu có làm vậy không? Tự ý hành động, vượt khu chấp pháp, ai bị cậu kéo ngã đều kết thù riêng với cậu. Cậu bao tuổi rồi mà làm việc không có tí đầu óc nào như thế. Hứa Bình Thu bắt đầu rống lên. Chuyện này đối lý rồi, không ưỡng thẳng lưng lên được, kệ lão ta nhìn vậy còn nữa đoạt súng bắn người nếu hắn không phải là nghi phạm bỏ trốn thì cậu vào lòng rồi đấy tôi nói này dư tội có đi cướp chút tiền đánh bạc có cần liều mạng vậy không không cần nguyên tắc kế hoạch gì cả cậu cứ ùa vào cướp như thổ phỉ vậy à cậu chỉ huy đội ngũ hay chỉ huy thổ phỉ dư tội im re chuyện hôm đó không thể không làm nhưng nghĩ lại thấy sợ thật chẳng may có thêm khẩu súng nữa chẳng may chúng khống chế thử tiêu chẳng may có anh em bị thương đúng là không đáng bốt lại bất ngờ ăn một bợp vào gáy như tội ông đầu thù địch nhìn hứa bình thu cái tác này nhắc cậu còn phát hiện cậu tự ý điều động cảnh sát làm bừa tôi đích thân xử lý cậu cậu giỏi quá thiết bị trăm vạn của tổng đội để cậu đem đi đối phó với kiểm sát à cậu tự cho mình là ông nọ ba kia rồi đấy đi khắp nơi sinh sự gây thù chút quán khắp nơi cậu chỉ sợ người ta không giết được mình phải không? Cậu thích nghịch lửa như vậy à? Ngón tay của hứa bình thu chỉ thẳng vào mũi dư tội. Hy vọng y nhận thức được sai lầm không dễ dàng, không đánh chửi lại là may rồi. Hứa bình thu nhìn dư tội ngượng ngùng ngậm miệng, ông ta cũng không giận được nữa, kỳ thực chuyện này nếu là nhận lệnh làm nhiệm vụ thì có thể nói là không tệ, huống hồ trong thời gian ngắn đoàn kết được lòng người, dám nghĩ dám làm, vừa phá án vừa kiếm tiền đội trưởng cơ sở như vậy, đốt đèn lồng đi tìm cũng khó. Hỏng ở chỗ gan quá lớn, bất chấp hậu quả, sự việc này nếu không phải mấy thứ trùng hợp gột lại một chỗ thì giờ thành đống hỗn loạn rồi. Nói tới đó thôi, cậu có thể bất mãn thù hận với tôi, có điều là ngàn vạn lần đừng dùng quyền lực đi lôi kéo thêm thù hận, đó là việc làm cực kỳ ngu xuẩn, cậu chỉ là người thường, mặc cảnh phục vào cũng không thành được siêu nhân đâu. 8 giờ sáng mai lên tổng đội báo cáo. Hứa Bình thu quát, nghe thấy chưa rồi dư tội đáp nhưng chả thèm kính lễ hứa bình thu hừ một tiếng bỏ đi không thèm nhìn dư tội thêm một cái đợi ông xuống lầu thì hiện trường chia phúc lợi được rửa sạch sẽ hai hàng cảnh sát tiễn chân ông tươi cười vẫy tay tạm biệt ngồi vào xe rồi lão hứa mới thở hắt ra một hơi quay đầu lại không thấy dư tội có chút thất vọng chỉ là đi một đoạn nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng người chạy từ trên lầu xuống đứng ở cổng kính lễ dù không nhìn rõ mặt mũi nữa lão hứa nở nụ cười khoan khoái khép mắt dựa lưng vào ghế bị lãnh đạo đánh mắng một phen dư tội không biết đi đâu kể khổ nhưng y biết lão già đó không có ác ý y tự biết mình sai chẳng qua là thà chết không nhận thôi dù thế nào cũng phải kìm bớt lại lúc đó bắt được vài vụ máu tham nổi lên bên cạnh lại có thằng béo thử tiêu đúng rồi phải chia cho thằng đó nửa tội vì thế dư tội liền an bài trong đội chuyện luân phiên trực ban trong đội giao sư kiến thành bố trí đi đặt dầu gạo cho đội viên thì miệng rộng làm phải kín đáo hết sức kín đáo chú ý phương thức không cho ai biết về phần công tác thường nhật dư tội biết mình không sở trường tới văn phòng chỉ đạo viên một chuyến mời trà mời thuốc chú quách chú quách một hồi thế là có người vỗ ngực đảm bảo công tác trong thời gian nghỉ tết rồi làm lãnh đạo cần nghệ thuật dư tội từ lão hứa học được phần nào đó là việc để người khác làm như thế lãnh đạo có rất nhiều thời gian tự do sung túc. Hơn 11 giờ dư tội rời đội, không có xe riêng, phải bắt taxi, túi tiền rủng rỉnh rồi, vốn định lên thành phố chơi, đặc biệt muốn gặp em gái nào đó, kỳ thực y luôn muốn gọi điện cho lật nhã phương, cuối cùng không làm, muốn tới cục chống ma túy hỏi tin chị Lâm đi suốt từ tháng 4 năm ngoái, nhưng hỏi khắp nơi rồi, y tuyệt vọng rồi. Từ lo lắng chuyển dần sang không thoải mái rồi, cho dù là chấp hành nhiệm vụ mật chăng nữa, tổ chức vì giữ sĩ khí, cách một khoảng thời gian sẽ cho phép thông tin về nhà, ít nhất nói một câu khỏe mạnh cho người ta yên tâm chứ. Hay quên mình rồi. Không phải không thể, ngày ngày cuốn quyết chưa chắc giữ được lửa tình cảm, huống hồ đi biền biệt như thế, tình cảm của dư tội dao động là bình thường. Còn chưa nghĩ nên tìm em gái nào thì điện thoại của chị béo gọi tới, chị béo này giống miệng rộng, bụng tuy to nhưng chẳng giấu được gì, hỏi dư tội có nhiệm vụ gì, cô nhận được thông báo, mai tới tổng đội báo cáo, không chỉ cô mà Tào Á Kiệt, Du Phong thậm chí Tiêu Mộng Kỳ cũng nhận được thông báo. Xong rồi, tuy Dư Tội không biết là nhiệm vụ gì, nhưng y biết phải ăn Tết với nghi phạm rồi, nói không chừng là nhiệm vụ bí mật, phải nhanh chóng an bài mọi chuyện. Bắt xe tới thẳng hiệu lương thực gặp Trậm Long, năm nay tiếp thị được không ít lương thực, giờ có vài đầu ra khá ổn định, công việc ở đây y không can thiệp nhiều, luôn ở vị trí hỗ trợ. Từ hiệu lương thực ra gọi điện cho cha, Ý tứ là khả năng có nhiệm vụ không về được, cha từ lúc cưới mẹ mới thì ít nhớ tới con trai rồi, nói không về thì thôi, khỏi phải nhìn cho bực. Vốn định đi thăm Mã Thu Lâm, nhưng vừa vặn đang ở gần nhà thử tiêu, dư tội tới luôn. Anh tiêu, điện thoại của ai thế? Tế muội tử nghe thấy chồng cười rất dâm tiện thì ngạc nhiên từ trong bếp thò đầu ra. Dư nhi, sắp tới nhà ta rồi đấy. Thử tiêu mặc bộ quần áo ngủ thoải mái, lười nhác nằm ường trên ghế sofa đáp. Nghe tới tên dư tội, sắc mặt tế mụi tử không hề tốt, mỗi lần xảy ra chuyện đều liên quan tới cái tên này, xị mặt hỏi, anh ấy tới làm gì? Lát nữa em hỏi đi. Thử tiêu cười, vết thương tuy trên người hắn, nhưng hắn lại thương vợ đau lòng. Tế muội tử hơi dỗi, em không muốn gặp anh ấy. Anh cũng thế, lát nữa em đi nói với cậu ta, anh ủng hộ. Trong bếp có tiếng cười nữa, là của An Gia Lộ, nếu không chúng ta cùng đuổi cậu ấy đi, tới không đúng lúc gì cả chúng ta khó lắm mới có bữa cơm tụ họp cậu ấy gặp đúng luôn em thực sự muốn đuổi anh ấy đi anh tiêu nhà em vốn lần nào cũng đang yên lành xong cứ ở cùng anh ấy là xảy ra chuyện tế muội tử thấy rất phiền phức vì dư tội lại là bạn thân nhất của chồng cô khiến cô không biết làm sao cho phải an gia lộ nói đỡ chẳng phải anh tiêu của em nhờ thế mà thành anh hùng rồi sao cuối năm thế nào cũng thăng bậc ai mà thèm Trước kia anh ấy mỗi lần đi làm về toàn thân mùi rượu, em nhìn thấy rất giận, giờ hay rồi, mang cả thương tích về, em sợ hết hồn. Cái gì không làm lại đi làm hình cảnh, tế mụi tử đang ngoáy bột làm cá ráng tẩm bột, tay dần dần dừng lại. Thế này mới là cuộc sống, so với vinh dự và hư danh chẳng phải là thứ mà đại đa số hướng tới, An Gia Lộ nhìn tế mụi tử mà hâm mộ, cô chưa bao giờ trải qua cuộc sống như thế. Kính công Chuông cửa vang lên, tế mụi tử ngừng cầu nhào, thử tiêu dậy mở cửa dư tội hỏi ngay nhận được thông báo chưa có phải có án gì không suỵt 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 thử tiêu rối rít ra hiệu im lặng chỉ bếp nhận được rồi đừng để vợ tôi biết dư tội ồ một tiếng không ngờ tên này ra ngoài suốt ngày tia gái mà lại có lòng như vậy hỏi nhỏ tất cả đều nhận được không biết có phải đi xa không đi thì đi thôi còn vết thương của anh Thử tiêu lại suyệt phát nữa, đừng có nhắc tới vết thương, vợ tôi chửi cậu đấy. Nói trước, lát cô ấy chửi cậu, tôi sẽ phải phụ họa vài câu, đừng trách anh em thiếu nghĩa khí. Dư tội buồn bực, mấy cô gái nhiều lúc rất vô lý, mọi cái sai cứ đổ hết lên đầu y, vào nhà chào tế muội tử, cô lạnh nhạt đáp lại, đang ngượng nghịu không ngờ có người khi một tiếng làm mặt quỷ với y. Cha mẹ ơi, tim dư tội suýt vọt ra ngoài, quà đưa thử tiêu rơi mất, May tiêu ca nhanh tay nhanh mắt giữ được. Cậu đúng là có số ăn, lát nữa thử tài nghệ của mình nhé. An gia lộ cười khúc khích, biểu hiện của dư tội làm cô rất hài lòng, nói xong tủng tỉm cười quay về bếp, tâm trạng trong một thoáng tốt hơn vô số lần. Anh dư ngồi đi, cùng ăn cơm. Tế muội tử rót cốc nước rồi đi, tuy không vui xong vẫn chu đáo. Hai cô gái vừa bận rộn vừa nói cười, mùi thức ăn truyền ra ngào ngạt, dư tội kéo thử tiêu đang kiểm tra quà hỏi, chuyện này là sao? Thử tiêu đùng đùng nổi giận, lấy chút quà này đi thăm chỉ đạo viên à. Trong đội còn có gạo với thịt lợn tươi mới chết, để tôi bảo họ mang tới. Dư tội vội lấy lòng. Ừ, thế còn được, mang tới nhiều sườn dẻ một chút, vợ tôi thích cặm. Thử tiêu miễn cưỡng chấp nhận. Vậy sao An An lại ở đây? Thử tiêu đắc ý khoe, té ra An gia lộ muốn học nấu ăn, hắn lại thường xuyên không về nhà, cho nên hai cô gái trưng dụng nơi này thành trường dạy nghề lâu rồi, hôm nay cùng ăn cơm. Dư tội nhớ tới Âu Yến tử lúc nào cũng dính với An Gia Lộ, liền hỏi đâu rồi. Thử tiêu treo lạc hậu quá, Yến tử bay lên Bắc Kinh ăn Tết với Lý Dật Phong, giờ người ta là đôi uyên ương không thể sống thiếu nhau. Nói tới đó hạ giọng, thần bí nói, hôm trương mảnh kết hôn, đám nữ sinh còn điên hơn nam sinh, đẩy Yến tử vào phòng Lý Dật Phong khóa cửa lại, vốn trước kia hai người còn thẹn thò giữ ý, giờ hay rồi không biết xấu hổ gì nữa, dính nhau như Sam. Thử tiêu còn thì thầm, không ngờ yến tử lớn tới chừng đó mà mới là lần đầu, Lý Giật Phong hạnh phúc cười lệch mồm. Dư tội có tật giật mình, hôm đó đâu chỉ trương mảnh, Lý Giật Phong làm tân lan, có điều chuyện này không dám kể với thử tiêu. Một thời gian dài không gặp, dư tội sớm nhận ra An Gia Lộ thay đổi rồi. Nói thế nào nhỉ, trong ký ức của dư tội, An gia lộ thích mặc chiếc váy đỏ rực bắt mắt đi ngang qua sân trưởng, thế là thành tình nhân trong mộng của rất nhiều nam sinh, ai cũng biết cô là hoa hồng rực cháy. Còn nhớ ở lễ tốt nghiệp, cô mặc cảnh phục đại biểu cho học viên phát biểu, bức ảnh đó giờ vẫn treo trên trang web của trường. Nhưng không thể đẹp bằng hình ảnh mặc quần áo thường nhật, buộc tạp về búi tóc đơn giản, cùng tế muội tử làm việc, trong sao mà ấm áp mê người. Tầm nhìn của dư tội cố định vào bóng hình đẹp đẽ qua qua lại lại kia, nhìn tới si dại, thử tiêu thao thao bất tuyệt một hồi, phát hiện tâm tư dư tội ở chỗ khác, định mắng lại thôi. Tiêu ca thở dài, lòng nổi lên một câu hồng nhan bạc mệnh. An an, cô gái như nữ thần đó thật bạc mệnh, nhìn từng cô bạn bên cạnh có nơi có chốn, bản thân vẫn một thân một mình, cùng giải băng đẹp đôi như thế mà chẳng tới được với nhau, giờ có thằng chẳng ra gì như dư tội theo đuổi, đúng là bạc mệnh. Chứ còn gì nữa, cái thằng vốn đi thăm người bệnh vậy mà vứt người bệnh chui vào bếp, mặt dày bốc phép mình từng làm vô số cao lương mỹ vị. Thử tiêu nghe bên trong nói cười mà e răng, với cái trình độ nấu mì chỉ biết cho gia vị của dư tội, không biết xấu hổ tự xưng là đầu bếp. Hả hê thật, chưa tới 3 phút sau bị vợ hắn đuổi ra ngoài, nguyên nhân là vì mỡ đang nóng, thằng ngốc đó thò cái thì dính nước vào, an gia lộ hét lên như bị phi lễ, sau đó là bị hai cô gái hợp lực đẩy ra. Thử tiêu còn kích thích một câu, người anh em, muốn xuống bếp làm nằm vùng thì phải có bản lĩnh thật cơ. Dư tội hừ một tiếng, tuyên bố chiêu này không được dùng chiêu khác, thế là bất chấp thân phận chui vào bếp. Chuyến này quái lạ, không ra nữa, cha mẹ ơi, thằng này thật vô sĩ, y ở bên chăm chỉ rửa rau rửa bát, nghe tế muội tử chỉ đạo băm băm chặt chặt, má nó, bằng vào đôi tay móc túi đó thì việc này làm ngon lành. Vừa chiếu cố tâm lý khoe khoang của vợ hắn, lại thừa cơ sáng tới bên An Gia Lộ, An gia lộ không khách khí, đeo tạp về lên cổ y, cái thằng đắc ý như được đeo hương chương hạng nhất. Anh Tiêu, anh Dư nấu ăn có ngộ tính lắm. Tế muội tử tâm tư đơn thuần, bị sự thành tâm học hỏi của Dư tội làm động lòng rồi, quên mất trước đó còn không hoan nghênh Dư tội tới nhà. Ý túy ông không phải ở rượu, ý Dư tiện chẳng ở ăn. Thử Tiêu đung đưa người phát biểu một câu cao nhã. An gia lộ đỏ mặt đẩy Dư tội đứng lui ra, Dư tội mặt dày lại sáng tới, tế mụi tử tiếp lời, còn hơn anh, chỉ biết ăn. Này này, vợ ơi, rửa hai cọng rau mà đã hơn chồng em rồi à, chỗ này tổn thương đấy. Thử tiêu rất đau lòng chỉ tim nói một câu làm tế muội tử cười khanh khách. An gia lộ mắng dư tội, cậu đừng rửa đi rửa lại một cái đĩa như thế, mòn hết đĩa nhà người ta, với lại nam nhân học nấu nướng cái gì. Qua, được mỹ nữ quan tâm, rửa tám lần cũng không ngại. Dư tội miếng môi cười, bạn thay đổi lớn quá thay đổi cái gì? Bạn là người theo chủ nghĩa nữ quyền mà, không ngờ nói một câu khuynh hướng chủ nghĩa nam nhân như vậy, nếu thế sau này lập gia đình, mình khỏi lo phải nấu cơm nữa, để bạn làm. Dư tội nghiêm túc nói. An gia lộ không phục, gì chứ, chê mình không học được à. Tế mụi tử vì cười một cái phải quay mặt sang bên vờ vịt không biết gì, an gia lộ biết mình sập bẫy, nhéo hông dư tội một cái, dư tội cắn răng tiếp nhận đau đớn hạnh phúc này. Tóm lại là cảnh tượng náo nhiệt bên trong bếp làm tiêu ca nhìn khó chịu hết mức, muốn phá đám, nhưng mà bếp chật rồi, hơn nữa bếp là thánh địa của vợ y, quay về ghế sofa xem phim hoạt hình yêu thích của hắn, chả mấy chốc bị Tom và Jerry làm cười thành thạch. Trong tiếng nói cười dư tội đeo tạp về bê các loại món ăn lên bàn, thái độ như chủ nhà mời thử tiêu, lau ghế, tráng bát, rót nước quả, khi An Gia Lộ ngồi xuống, y cố tình kéo ghế mình tới gần. Thử tiêu đói lắm rồi, thò đũa ngay vào món yêu thích. Tế muội tử mắt chớp chớp thử chồng, anh ăn ra được món nào chị An An làm không? Hai cái đĩa anh không gấp ấy. Thử tiêu mồm đầy thức ăn đáp. Khụ khụ, An gia lộ thiếu chút nữa phun nước cam ra, tế muội tử thò đũa đánh tay thử tiêu một cái, thử tiêu vội bổ sung, cá rán tẩm bột với cải xào nấm đúng không? Tiến bộ, tiến bộ. Người ta chẳng buồn gấp miếng nào, nhìn cái là phát hiện, rõ ràng chả tiến bộ gì, dư tội phát hiện rồi món ăn tế muội tử làm, món nào món nấy tới lửa, không những thơm mà màu sắc đẹp mắt, còn món cá rán chỗ vàng chỗ đen, rau thì xào tới nhũng ra nhìn ghê ghê, rõ ràng là của An Gia Lộ, An ủi, thế nào cũng cần quá trình, ai sinh ra biết được chứ. Buồn làm gì? Ai buồn, mình làm rất ngon. An Gia Lộ tức giận gấp một miếng cá lên ăn, sau đó không nói thêm gì nữa. Mọi người ăn đi, ăn đi, đừng ngại, thử tiêu dở trò rồi, gấp cá rán, cải xào đầy bát dư tội còn khách khí nói ăn nhiều chút cho béo an an bạn giúp người ta toại nguyện đi có người ngưỡng mộ bạn lâu rồi được không cái đó thì được an gia lộ hưởng ứng tế muội tử là cô bé tốt bụng lòng ái ngại an gia lộ đòi học nấu ăn nhưng muốn trực tiếp làm món ăn không chịu học sơ chế hôm nay hứng trí làm từ đầu tới cuối rau xào quá lửa nhũng rồi muối thì nhiều cá rán thì miếng sống miếng chín Vậy mà kỳ, dư tội cắn miếng cá, không ngờ miệng không đổi sắc, bới thêm miếng cơm, ăn rất ngon miệng. Thử Tiêu sốc nặng, chẳng lẽ tài nghệ an an tiến bộ tới mức có thể cho vào miệng sao? Tuy không đẹp mắt cho lắm nhưng ngon, rất ngon. Dư tội gật cù khen, vẻ mặt không giống nói dối. Không tin, Tế muội tử và Thử Tiêu cùng đưa đũa ra gấp, một người nhắm mắt cố nuốt, một nhìn An gia lộ với ánh mắt phức tạp. Xin lỗi em Tinh Tinh. An gia lộ thấy mình phụ sự nhiệt tình chỉ dạy của tế muội tử. Không sao chị chủ yếu là gia vị ước lượng không chuẩn, chị làm nhiều sẽ quen. Tế muội tử nói xong gấp miếng thịt gà nhét ngay vào mồm Thử Tiêu không cho hắn kịp nói linh tinh. Ấy vậy mà có người không dừng đũa, dư tội ăn nửa bát cơm rồi, thi thoảng gắp món này món kia, ăn ngon lành, làm ba người kia cứ mắt tròn mắt dẹt. Đến An gia lộ cũng không đành lòng, đừng ăn món của mình nữa, không ngon, ăn món của Tinh Tinh ấy ai bảo không ngon ngon lắm dư tội chẳng có lấy chút vẻ gì là cố gắng qua chiếu cố chị an an thế sao tế muội tử thất kinh một chàng trai phải vì cô gái tới mức nào mới ăn thứ đó đúng là thứ đó cơ bản trong mắt cô đó không thể gọi là món ăn không phải chiều cố lần đầu tiên cô ấy xuống bếp làm cơm cho anh mà đạt tới trình độ này là anh rất thỏa mãn rồi dư tội tỏ ra rộng lượng bên cái đếp ai làm cho cậu thử tiêu nghe mà ngứa tai hắn cơ bản không tán đồng cặp này an gia lộ thực sự là cô gái quá tốt vợ chồng hắn đều coi như người thân trong gia đình còn dư tội à dăm bữa nửa tháng gây họa hắn không nỡ để an an sống trong thấp thỏm không làm cho tôi thì làm cho anh à vậy anh ăn đi dư tội đẩy đĩa cá tới tôi tôi thừa nhận là an an làm cho cậu thử tiêu nhăn mặt đẩy lại thế là dư tội thản nhiên ăn cùng lắm là hơn nhiều muối chút, hơi cháy chút, một chỗ dày chỗ mỏng thôi. So với cơm trại giam khoai tây chưa sạch vỏ, rau còn rễ, cơm thì khô nhão hoặc không chín không sống từng ăn thì hơn đứt rồi, hoặc là so với cha con y trước kia ngày ngày ăn mì cũng cao cấp hơn không ít. An gia lộ nhìn dư tội ăn ngon lành vừa cảm kích lại vừa xấu hổ. Có người tán thưởng tài nghệ của mình rất có thành tựu, tế muội tử tài nấu nướng cao siêu có cái lưỡi cực nhạy của thử tiêu thưởng thức. An gia lộ nấu nướng chả ra sao thì có người ăn được cả mặn ngọt chua cay như dư tội xử lý. Thế là trong bầu không khí cực tốt, bàn thức ăn ê hề được dọn sạch sẽ. Ăn xong dư tội còn tranh rửa bát, có điều không tranh được với hai cô gái. Hai cô gái vừa rửa bát vừa thì thầm với nhau, tâm tình vui vẻ. Này, ngon thật à. Thử tiêu cho tới giờ vẫn không tin được thứ đó có thể ăn. Dư tội cầm cốc nước quả uống mấy ngụm lớn rồi, liên quan chó gì tới anh thử tiêu nhìn dư tội uống nước quả là biết rồi đáng đời lắm mặn như thế mà cố ăn cho bị bệnh thận luôn cười tới toàn thân run rẩy ăn thì ăn được nhưng mà hậu quả thì đúng là thảm dư tội lại uống ngụm nước ép thứ trước giờ y chẳng mấy khi thèm uống trách vợ anh dạy dỗ kiểu gì thế hả a à, thằng khốn đổ lỗi cho vợ tôi à cô đại tiểu thư đó có bao giờ mó tay vào việc gì đâu đường muối chẳng phân biệt nổi vợ tôi làm được gì Thử tiêu thấy vợ bị nói xấu thì sừng sộ. Xem ra không ai hoàn mỹ cả, dưới bếp và trên giường chỉ có thể chọn một. Dư tội thở dài. Thử tiêu biểu môi xem thường, nặng mở bụng mình ra làm minh chứng, vợ tôi chiếm cả hai mặt. Này, tôi vẫn tò mò, hai người phối hợp như thế nào, xem ra kỹ năng trên giường của tế muội hẳn cao siêu lắm, dư tội cười dâm tiện. Á à, à, định dụ cung mình, thử tiêu tức giận cướp bình nước quả, tưởng thứ này miễn phí chắc. Khi hai cô gái đi ra, dư tội và thử tiêu tự giác dừng đề tài lưu manh, tế muội tử phải ra cửa hàng, an gia lộ phải đi làm, mấy ngày qua đều là thử tiêu mang thương tích tiễn người, lần này dư tội sao chịu bỏ lỡ cơ hội, nói chỉ đạo viên nghiêm người có thương tích, để tôi đi đưa hai quý cô. Còn về phần tiêu ca nên nằm nhà xem hoạt hình sáu cộng để nâng cao trí tuệ. Thử tiêu trợn mắt, hai cô gái cười không thôi, tế muội tử nháy mắt ra hiệu, hắn không kiên trì nữa, nhưng cơ hội nói mai tổng đội thông báo tập hợp, chẳng biết đi bao lâu, tế muội tử không vui, vừa thay giày vừa lạnh lùng bỏ lại một câu, không về nữa càng tốt. dư tội làm mặt quỷ đóng cửa bỏ tiêu ca ở nhà một mình, lật đật theo hai mỹ nữ xuống lầu, mượn cái xe nát của tiêu ca làm hộ hoa sứ giả. nơi tế muội tử làm việc là hiệu thời trang tân triều nằm trên đường hoài hải, một siêu thị thời trang cực lớn, trước kia vẹn vẹn là chỗ nương thân, an gia lộ nhờ bạn giải băng nhận cô bé đáng thương này. Ai ngờ về sau bà chủ cứ suýt xoa là nhận được bảo bối rồi, tế muội tử không những chăm chỉ chịu khó, làm việc chẳng bao giờ than phiền mà có trực giác trời sinh đối với may mặt, chỉ cần nhìn khách biết ngay hợp với loại quần áo nào, số đo nào, từ một nhân viên lương chưa tới 800 thành thợ lương 1.800, rồi giờ thành kiếp trưởng lương 6.000. Chỉ mất gần 3 năm. Dư tội nhìn tế mụi tử như bà chủ nhỏ, mặc bộ trang phục âu eo tự may hết sức vừa người, bước chân tự tin, cô gái tiếp tân phải gặp người chào thật không liên tưởng được tới cô bé cùng thử tiêu đi lừa tiền đánh bạc ngày nào đã qua tết dương lịch rồi nhưng đường phố chỉ đông hơn chứ không giảm đường phố bị màu đỏ may mắn vui tươi chiếm lĩnh phố xá qua lại tấp nập chẳng bao lâu nữa là tết xuân mà dù cuộc sống ngày càng tây hóa đây vẫn là kỳ nghỉ trọng đại nhất trong năm hoặc là phiền phức nhất tùy từng người cảm nhận an gia lộ xua xua tay trước mặt dư tội nhắc nhìn gì mà nhìn mình sắp muộn giờ làm rồi đấy. Dư tội khởi động xe, chợt lo lắng hỏi, An An, bạn nói xem liệu có một ngày tế muội tử đá thử tiêu không? Nãy giờ ngay ra là nghĩ chuyện đó sao, An gia lộ bật cười, vì sao lại đá? Bạn nhìn đi, trước kia bọn họ là cô gái làm công, một chàng cảnh sát quèn còn xứng đôi. Giờ tế muội tử lương kém gì giai tầng trí thức, lại đẹp xinh đẹp khéo léo giỏi giang như vậy. Thử tiêu thì, chật, không phải mình nói xấu, nhưng tham ăn lười làm, chả được cái nết gì, mình không thể không lo cho anh ấy. Dư tội nói thật lòng, ở loại chuyện này, lòng tin của y vào người khác là rất ít, rất sợ ngày nào đó tế muội tử kinh tế vững vàng rồi, tiếp xúc nhiều, tầm nhìn rộng ra, lúc ấy thì bi kịch. Cô gái như vậy đá thằng béo, ba ngày thôi là kiếm được chàng trai ngon hơn gấp bội. An gia lộ cười khúc khích, trước kia mình cũng hoang mang, không ngờ lại có người thích thử tiêu, nhưng mà sau này mình phát hiện, ai cũng có mặt tốt. Ví như tế muội tử kể chuyện cũ cho mình, năm xưa cô ấy ở Quảng Châu bị người ta trộm mất hành lý, người không có một xu, lang thang ngoài đường hai ngày, khi đó thử tiêu cũng đang ở ngoài đường lừa tiền, thấy cô bé đói ngồi ở góc tường, cho ngay hai cái bánh bao. Ôi thật lãng mạn, hai cái bánh bao mà thành mối nhân duyên. Chuyện đó dư tội cũng biết, chỉ là bên nhau lúc nghèo khó thì dễ, giàu sang rồi không đổi lòng mới khó vài năm nữa thôi cứ xu thế này tế muội tử thừa sức nuôi thử tiêu rồi, lúc đó thế nào khó nói. Nhìn Tào Á Kiệt và bạn gái đi, không phải là chuyện tương tự à, ít nhất Tào Á Kiệt còn đẹp trai. À phải, năm trước tốt nghiệp đó, đám các cậu tới Quảng Châu làm gì? An Gia Lộ thắc mắc vấn đề này lâu rồi. Dư tội lắc đầu, mình rất muốn nói với bạn, nhưng mình không thể nói. An Gia Lộ hơi thất vọng, nhưng thông cảm, mình hiểu. Xin lỗi, thực sự không thể nói được mình hiểu mà giống như năm ngoái các cậu biến mất mấy tháng trở về thử tiêu lại lập công rồi như cậu vừa tới đội hình sự vài ngày thử tiêu về bị thương dư tội nghe mấy lời này mà không hiểu ý cô thế nào gãi đầu gãi tai chi tiết vụ án mình cũng không thể nói mình cũng không có lòng hiếu kỳ mạnh vậy đâu hơn nữa cũng đoán ra rồi bạn đoán ra dư tội hơi thấp thỏm dù sao chuyện có gì đáng tự hào đâu đương nhiên an gia lộ chớp chớp mắt không cần biết bao nhiêu người phủ nhận cậu vẫn là anh hùng trong số bạn học của chúng ta người đi xa nhất là cậu người phải nói xin lỗi là mình mình luôn cho rằng các cậu đều là cảnh sát có vấn đề cuối cùng nhận ra chỉ có mình là vô dụng ngoài gương mặt xinh đẹp này này chẳng được cái gì ra trường một cái mới thấy thua kém hết mọi người lý tưởng trước kia cũng bỏ rồi thật vô dụng giọng cô càng lúc càng nhỏ dư tội dư tội chuyên tâm lái xe mắt nhìn về phía trước ai bảo thế nghe này nếu một cô gái bình thường luôn đi làm đúng giờ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao dù công việc buồn tẻ nhàm chán cũng không than vãn không xích mích với đồng nghiệp vậy người ta sẽ nói gì nói gì không phải là hình ảnh cảnh sát cương mẫu cần cù chịu khó sao chỉ cần một nửa không một phần ba số cảnh sát được như cô ấy thì thiên hạ thái bình rồi dư tội nói câu này là thật lòng gương mặt xinh đẹp đôi khi cũng là thứ bất lợi người ta chỉ nhìn vào đó mà không thấy thứ khác rất nhiều cho thấy an an là cô gái sống rất tình cảm biết quan tâm tới người khác an gia lộ nhìn dư tội nghiêm túc lái xe cảm giác lòng ấm áp có một người hiểu mình cảm thông cô bỗng thấy tinh thần tốt hơn hẳn bao thất vọng hụt hẫng tan đi không ít đột nhiên hỏi có biết khi các cậu đi phương nam phá án mình đi tìm ai không ai thế bác mã thế mà còn nói là lòng hiếu kỳ không mạnh khẳng định là đi tìm sở tuệ tiệp rồi dư tội không vạch trần bác mã bây giờ đã là nửa thần tiên rồi qua lại với bác ấy sẽ học được nhiều thứ đúng vậy bác mã đem cả chút trợ cấp của trường quyên ra kỳ thực mình luôn hoài nghi thời buổi này còn có người làm từ thiện không có mục đích gì sao có điều bác mã đúng là như thế mấy đứa bé có hy vọng chữa được tâm điếc bác ấy vì thế mà buôn ba khắp nơi gom góp chi phí chữa trị cho chúng bác ấy làm việc tốt không vì báo đáp An Gia Lộ nói tới câu chuyện cảm động ấy, có vẻ hưng phấn lắm, bổ sung, còn cả cô giáo sở Tuệ Tiệp cũng tốt lắm. Biết mà, dư tội cười, cô ấy trước kia có vấn đề về dây thanh quản. Đúng rồi, có người không quen biết từng giúp cô ấy, cho nên cô ấy giúp người khác, mong giúp được nhiều người hơn. An Gia Lộ nắm hai tay trước ngực. Cô ấy chắc chắn là được biết phiên bản rút gọn và hài hòa về Hoàng Tam rồi. Xe đi qua đường ngủ nhất, chỉ có hai người. Dư tội nói rất ít, tự hồ có cảm giác xa cách rất lớn. Trước kia An Gia Lộ cẩn thận đề phòng, né tránh Dư tội, giờ tới Dư tội né tránh cô, không nhớ được đã bao lâu rồi chưa liên hệ với cô, nếu không tình cờ, chẳng biết bao giờ mới gặp được. Cậu bận lắm à? Không khí trong xe khá trầm, An Gia Lộ lại lần nữa phải chủ động hỏi. Cái gì? Dư tội có vẻ mất tập trung. Mình hỏi có phải cậu bận lắm không? An Gia Lộ nhấn mạnh từ, đại bộ phận thời gian rất bận. Hừng, bận tới mức không có cả thời gian gọi điện cho mình nữa. An gia lộ chọn đúng thời cơ. Ý, dư tội quay đầu nhìn vẻ mặt có chút u oán trách móc của An gia lộ, do không muốn quấy nhiễu cuộc bình thường của bạn thôi, bọn mình không giờ giấc giống bạn, ra ngoài không biết bao giờ về, lại biết bao giờ bận, bạn không thấy tế muội tử trách móc thử tiêu sao. An gia lộ biểu môi, hừng, kiếm cớ bạn chắc chắn là muốn bị mình quấy rối chứ dư tội nghiêm túc nói miệng chó không mọc được ngà voi an gia lộ lường một cái kỳ thực cô thích dư tội chính ở tính có chút xấu xa này ha 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 thế là không phải rồi chúng ta không gặp thì còn nhớ nhau gặp nhiều rồi bạn chẳng mấy chốc thấy mình phiền đấy cậu không muốn mình thấy phiền hay là bản thân cậu có chướng ngại tâm lý an gia lộ nghiêng người tới nói một câu làm dư tội ngạc nhiên Hai người cách nhau rất gần, rất gần, dư tội ngửi thấy cả mùi thơm trên thân thể, tự hồ nghe thấy tiếng tim cô đập rất nhanh. Thực sự không có. Dư tội đang nghe truyện trên TV audio CV miệng nói thế, lòng lẩm bẩm, chướng ngại nhiều lắm, chị Lâm này lật nhã phương này, dù sao chưa tu luyện tới cảnh giới vong tình. Nói dối hậu quả rất nghiêm trọng đấy, giống như trưa nay ăn hết hai đĩa thức ăn đầy đủ hương sức vị vậy. An gia lộ làm vẻ mặt, cậu đừng có mà giả vờ, đừng tưởng mình không nhìn ra, chắc chắn là có. Cái đó mà cũng nhìn ra được à? Nhìn ra chứ, vì một người. Được, mình thừa nhận, có một người như vậy. Từ sau khi ăn hai đĩa thức ăn kia, suy nghĩ của dư tội đã rất gần tình đồng chí thuần khiết rồi. Quả nhiên là thế. An gia lộ nghe dư tội nói thế thì buồn bã cục mí xuống. An an, chúng ta không phải là người cùng một thế giới, bạn không phát hiện thử tiêu cũng giấu tế muội tử rất nhiều chuyện sao? Thứ không hay ho mà mình tiếp xúc rất nhiều, mình không muốn mang tới cảm xúc tiêu cực cho người bên cạnh. Dư tội uyển chuyển nói, trong này có thành phần thực lòng, y thả bỏ tiền kiếm em gái vui vẻ, chứ không muốn họa hại những cô gái đơn thuần. Cậu đừng đánh trống lãng. Người đó là... Chuyện đã xảy ra rồi hãy để nó qua đi. Dư tội bấm còi, không nói thì hơn, y quyết định rồi, hai người làm bạn học là tốt nhất lần này an gia lộ rất kiên quyết nói ra là giải băng trung tay một cái tắt máy rồi xe phía sau suýt đâm vào dư tội vội vàng nổ máy đi nhanh qua đường bộ dạng hoảng loạn ấy làm an gia lộ có được đáp án chính xác cô cười khẽ nói ra rồi lòng như trút được gánh nặng nhưng dư tội thì thêm áp lực chuyện này thì liên quan quái gì tới giải băng chứ rõ ràng là nhầm rồi y muốn giải thích nhưng thôi Chuyện này càng bôi sẽ dàn đen. Quả đúng là thế, An Gia Lộ có vẻ kìm nén rất lâu, nói mộ tràng. Mình biết vì thế mà, mình thừa nhận, mình từng rất yêu anh ta, nhưng là quá khứ rồi. Ở điểm này cậu không giống nam nhân, cố ý né tránh mình, tưởng mình không nhìn ra à. Thấy dư tội cười khổ, càng khiến An Gia Lộ thêm phẫn nộ, giả vờ nữa đi, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi. Hồi mình tới tổng đội, cậu giả vờ không để ý tới mình, hôn trương mảnh kết hôn cậu lại giả vờ uống say trốn đi đâu mất tránh mặt mình thế là càng nói càng sai dư tội khởi động xe đầu ngứa rang không biết phải làm sao nhưng an gia lộ cho rằng không nói là thừa nhận đổi đề tài mình biết cậu sống rất gian nan mình nghe thử tiêu mập mờ nhắc tới chuyện ở quảng châu mình nhìn thấy sự nghèo khổ ở dương đầu nhai cậu bằng sức mình quay về cậu không thua kém ai mình biết ở thâm quyến cậu mạo hiểm lấy được vinh dự mình biết cậu liều lĩnh xông vào tấn từ sơn trang bắt nghi phạm bỏ trốn cấp hát mình sợ tới cả đêm không ngủ được cậu có biết mình lo cho cậu không nói tới đó giọt nước mắt ứa ra đấm dư tội thùng thục như kẻ phụ bạc biết mình biết dư tội lái xe vào bến đổ dừng lại như bỏ được gánh nặng mình biết bạn đi làm trễ rồi hừng an gia lộ không nói nữa nhưng cũng không xuống xe dư tội trố mắt giữa hai người chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì nắm tay chưa, hôn chưa đừng nói lên giường, thế mà làm sao cứ như mình là kẻ phụ bạc thay lòng đổi dạ vậy. Đại đa số mỹ nữ khó tiếp nhận được mình bị ngó lơ, còn khó hơn cả tiếp nhận nam nhân thay lòng đổi dạ, hoặc lừa chiếm đoạt thân thể của mình. An gia lộ tự hồ đang ở trạng thái đó, cô cảm thấy mình bị gạt sang bên, từ việc dư tội càng ngày càng ít tiếp xúc, cô cảm giác được sự thay đổi, cho dù hôm nay y cố ăn hai đại thức ăn chẳng ra gì, cho dù y thi thoảng buông lời trêu ghẹo cô thấy hai người ngày càng trở thành bạn học hời hợt dù thế nào cô cũng không tiếp nhận được dư tội từ sau khi lãnh đạm càng xác định hình ảnh giải soái ca trong lòng an gia lộ không phải một sớm một chiều mà tan biến so với giải băng y biết mình vĩnh viễn không theo kịp cũng vĩnh viễn không có khí chất đi vào giấc mộng của thiếu nữ vốn không nghĩ nghĩ lại thấy phiền muộn từ khi nào lại biến thành thế này dư tội len lén liếc mắt nhìn an gia lộ vờ giận từ trường học tới khi đi công tác cô tiểu thư không giỏi xã giao này không thay đổi mấy công tác và hiện thực không như ý khiến an nữ thần từng cực kỳ kiêu ngạo thành càng thêm cô độc không phải một câu nói của mình có thể giải tỏa thôi vậy nói thật cho cô ấy đi dư tội không đành lòng lừa nữ thần trong mộng mình thừa nhận trước kia ở trường học tặng hoa cho bạn là vì đã kích giải băng giữa chúng ta kỳ thực chưa từng xảy ra chuyện gì bạn biết mà vậy cậu mong xảy ra chuyện gì an gia lộ cắn môi ngữ khí và ánh mắt như khiêu khích. Trong đầu mình tuyệt đối không có phim lãng mạn, cùng lắm chỉ có phim cấp 3 thôi. Dư tội nghiêm mặt nói. Lưu manh. Ha ha ha, đánh giá này rất chính xác. Dư tội vui vẻ tiếp nhận. Cho nên giữa một lưu manh và một tài nữ liệu có khả năng phát sinh câu chuyện ái tình lãng mạn không? An gia lộ mặt thay đổi, một người tự hạ thấp thân phận để giữ khoảng cách với tài nữ, khiến cô đột nhiên dâng lên sự tức giận, mắng, Đừng để người ta mắng cậu là tiện nhân thì cậu coi bản thân là tiện nhân, cậu không phải người như thế. Không, vì vốn dĩ là thế mà. Không phải, chỉ những người tự cho mình là đúng, tự cho mình bất phàm, tự khoe mẽ nhưng lại làm chuyện dơ bẩn đằng sau mới là kẻ hạ tiện, loại người đó rất nhiều, nhưng không phải cậu. An Gia Lộ nói rất cương quyết. Hả? Dư tội liếu lưỡi, hình tượng mình cao lớn như vậy à? Không, cậu là cậu. Mình biết cậu xin sử trưởng hứa giúp Văn Quyên, cô ấy chỉ nói với mình. Mình biết những hiệp cảnh bị khai trừ ở đội chống trộm cắp được cậu cho vốn mở cửa hiệu, cậu giúp hiệp cảnh ở dương đầu nhai được lên chính chức. Cho dù câu chuyện đó làm bằng nhiều cách chẳng vẻ vang gì, nhưng cậu làm việc tốt. Mình biết sự kiện nhị đông, cũng ẩn chứa bí mật chẳng hay ho. Nhưng không chỉ mình, còn rất nhiều bạn bè nữa đều rất khâm phục cậu, hai năm công tác ít nhất giúp An Gia Lộ có đôi mắt ngày càng sáng, ngược lại những người vào phân cục lên cục lên chức chỉ đáng bị chửi sau lưng thôi dừng dừng mình thực sự không tốt như vậy bạn có ý gì thế sao càng nghe càng giống mình thành hoàng tử bạch mã trong lòng bạn rồi an gia lộ bật cười cô nhìn thấy dư tội đang hoảng sợ đang bối rối khác với chuyện cố ý né tránh cô lần này là né tránh vì lý do khác là ánh mắt xấu xa lưu manh đó làm cô cười mãi không thôi được rồi được rồi bạn đi làm đi. Dư tội hạ cửa sổ xe xuống hít thở không khí, dụ dỗ thế này y phạm sai lầm mất. Hình như cậu rất khẩn trương. An gia lộ cười kinh khích, cô đắc ý rồi. Ở cùng bạn luôn rất khẩn trương, đột kích ổ tội phạm mình thường làm, thế nên chuyện kích thích như chàng trai nghèo tấn công bạch phú Mỹ. Mình cũng rất muốn đấy. Dư tội ý đồ dùng nói đùa để giải vây. Thật kém cỏi, ngay cả tội phạm cầm súng còn bắt được, chẳng lẽ lại không bắt được an gia lộ nói nhỏ dần tình nhân trong mộng của cậu dư tội ngạc nhiên vô cùng bạn chắc chứ mình cách cô ấy xa lắm không phải cậu từng theo đuổi cô ấy sao cô ấy cũng đâu ca xa như vậy nếu có một ngày cậu tiếp nhận tất cả khuyết điểm của cô ấy thì cậu sẽ cách cô ấy rất gần an gia lộ cạch một cái mở cửa cô cũng có chút xấu hổ xuống xe rồi còn bổ sung một câu ví dụ hai đĩa thức ăn bỏ quá nhiều muối ấy dư tội ở một cái, vội biệt miệng. An gia lộ cười gập lưng, vui không kể xiết, đợi đấy, mình nhất định làm cho cậu thứ còn khó ăn hơn nữa. Rầm, cửa xe đóng lại, nghiêng người cách cửa sổ vẫy tay với dư tội, tự hồ thẹn thùng lại vui sướng, chạy đi thật nhanh. Dư tội không ngốc, có ngốc cũng hiểu lời mập mờ đó nói với y điều gì, mẹ ơi, từ khi nào chỉ số hấp dẫn của mình tăng lên nhiều thế. Nhìn bóng hình xinh đẹp như hưu con hoảng loạn kia, Dư tội sờ má, hạ gương chiếu hậu xuống soi, càng nhìn càng thấy mình đẹp trai. Ờ, thức ăn lại trào lên rồi, dư tội xuống xe vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước khoáng ướp lạnh uống, mua thêm hai chai nữa dự phòng luôn, theo đuổi em gái này, sợ dạ dày không chịu nổi. Không lâu sau vừa đi từ cửa hiệu ra vừa uống, di động trong túi rung mạnh, lấy ra xem, điện thoại của Lật Nhã Phương. Hôm nay mình gặp cái vận gì mà toàn bị mấy em gái quấy rối thế này? Dư tội hôm nay tâm tình rất tốt, rất tự tin, cảm giác mình rất xoái, nên y nhận điện thoại. 5 phút trước lật nhã phương từ sảnh nghiệp vụ sân bay cầm giấy phép du lịch mới làm đi ra, vừa đi vừa móc chìa khóa, tìm kiếm xe của mình trong biển xe mênh mông, thực sự khó tìm, đi vào có 20 phút thôi mà bãi đổ xe đã chật kín rồi. Đột nhiên thấy cái xe rất bắt mắt, một cái xe rất nát, chiếc B.I.G., người bán xe yêu xe như cô rất mẫn cảm với thứ đáng lẽ đập bẹp tái chế này đi vài bước lật nhã phương đứng lại phải rồi cô nhớ rồi tên cảnh sát béo đi cái xe đó quay đầu lại thấy cô cảnh sát xinh đẹp cười vui vẻ vẫy tay với người trong xe thẹn thùng chạy đi như thiếu nữ mới biết yêu cô gái đó cũng quen quen ai nhỉ hình như là khách hàng của mình không khách hàng của mình sao lại đi cái xe nát như thế đang suy nghĩ không ngờ dư tội từ trong xe đi ra vào cửa hàng tiện lợi gần đó lật nhã phương nhìn về phía sảnh nghiệp vụ cô gái kia vừa biến mất lại nhìn cửa hàng tiện lợi cơn ghen bốc thẳng lên đầu hừ nam nhân đều là thứ lưu manh cảnh sát càng là lưu manh trong lưu manh cô tức lắm tâm lý rất mất cân bằng tìm được xe rồi nhưng không sao xua đi được cảnh vừa rồi hay là mình nghĩ nhiều họ chỉ là đồng nghiệp thôi thì sao lật nhã phương nghĩ thế nhưng lập tức phủ định nữ cảnh sát trông ra người không nhiều không thể trùng hợp đúng cô gái xinh đẹp như thế hay bọn là loại quan hệ đó nhìn ra cửa sổ, không thấy gì, vì thế khiến cô càng bực bội, cô không phủ nhận, mình có thiện cảm với chàng cảnh sát đó, với người quen với thế giới thương nghiệp gian trá, chàng trai ngoài gian xảo, bản chất chính trực ấy khiến lật nhã phương như tiếp xúc với luồng không khí tươi mới, khác biệt. Hơn nữa trải nghiệm đêm đó, khoái cảm chưa từng có, đêm đó gần như dư âm một cao trào vừa dứt lại tới cao trào dữ dội hơn, thân hình rắn rỏi đó, cảm giác đó giống như dòi bám xương cứ dày vào cô, thậm chí cô hạ mình chủ động làm ra ám thị thân cận mà không thể rút ngắn khoảng cách vậy mà anh ta lại ở cùng cô gái khác lật nhã phương lúc đó cảm giác khó chịu như gặp phải người mặc cùng áo với mình như thấy bạn trai của mình bị người ta cướp mất lòng chua loét cô xuống xe nhìn thấy dư tội đang ngửa cổ uống nước khoáng tìm số dư tội lòng nghĩ nhất định anh ta sẽ lừa mình nói là đang bận làm việc nhất định kiếm cớ không thoát thân được không dám gặp mình đủ các loại lý do hiện lên trong đầu lật nhã phương, đều là trò nam nhân hay dùng khi muốn tránh mặt một cô gái, cô biết thừa, cả tự mình trải qua lẫn chứng kiến đều đã thấy, bất kể là y dùng thủ đoạn nào, cô sẽ vạch mặt rồi không bao giờ để ý tới y nữa. Trúc điện thoại ra, tổng giám đốc lật lạnh lùng nghiêm nghị biến mất, thay vào đó là cô gái thân thiện nhà bên, nhoảng miệng cười duyên dáng, alo, anh đang ở đâu thế, có tiện nói chuyện không? Đang ở ngoài đường, tiện. Anh được nghỉ rồi à? Chưa. Vậy sao ở ngoài đường đi phá án hả? Lật Nhã Phương dụ dỗ. Không phải, đi đưa một người bạn đi làm. Nam phải không? Lật Nhã Phương cười nhếch môi, cô sớm biết câu trả lời rồi. Ha ha ha, nam thì ai tốn công cho năm đồng đi taxi là tử tế rồi, nữ đấy. Hả? Không ngờ Đường Hoàng nói ra như thế, vốn tưởng đối phương sẽ nói dối, vậy mà không có câu nào là nói dối cả lật nhã phương ngay ra sao thế giám đốc lật không sao tôi có chuyện nhờ anh giúp lật nhã phương hơi bối rối giúp gì thế tôi 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 mất chìa khóa anh tới đón tôi được không lật nhã phương nói dối lại là lời nói dối ngớ ngẩn nhất được cô đang ở đâu tôi sẽ tới lật nhã phương á khẩu lúc cô mong người ta từ chối người ta lại nhận lời cười ngượng á tôi nhìn thấy anh rồi. Thật là khéo, bảo sao có câu gặp khó khăn tìm cảnh sát. Đột nhiên dư tội đang ngó quanh bỏ điện thoại xuống, sau đó đi thẳng về phía cô. Lưng thẳng như cán thương, cảnh phục bi phong, gương mặt cương nghị, bước chân đều mạnh mẽ, càng gần làm lật nhã phương cảm giác hô hấp cũng khó khăn. Dư tội thì tim đập loạn nhịp, áo choàng vàng gạo, dáng người cân đối vừa vặn, gương mặt nhỏ đeo kính râm sành điệu, bờ môi nhỏ thoa son bóng, đẹp tựa khắc tạc mà ra thật trùng hợp ừm chúng ta có duyên thật đấy xe của cô mất chìa khóa rồi lật nhã phương nói nhanh che giấu tôi về công ty lấy chìa khóa dự phòng nếu anh không tiện thì tôi bắt taxi về vậy không sao để tôi đưa cô về dư tội nói rồi đi về xe khởi động lùi khỏi chỗ đổ lật nhã phương vừa vào xe một cái lập tức ngạc nhiên cái xe vốn làm cô chướng mắt này bên trong thác hẳn đệm ngồi thủ công còn có búp vê vải thủ công ngốc nghếch đáng yêu hai mắt sáng long lanh tựa cô bé giang tay ôm lấy áp mặt lên qua wow, có kiểu trang trí nội thất thế này à đáng yêu quá ai làm thế dư tội thấy buồn cười mỹ nữ giám đốc cũng có một mặt thế này vợ thử tiêu tên béo ú ấy vợ hắn là thợ may tay nghề tốt lắm cô lật nhã phương khen không ngớt bất kỳ thứ gì liên quan tới xe là chuyên môn của cô rồi cái xe tầm thường lại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng đang ngó nghiêng hết sức mới mẻ, chợt cười như phát hiện cái gì đó. Chiếc cà vạt cô mua phối hợp với cảnh phục đúng là rất đẹp, Lật Nhã Phương rất tự hào về con mắt của mình, cô nhìn ra dư tội thắt ca vác rất chỉnh tề, nhìn ra y không hề định lừa cô, nhìn ra chàng trai đó trước mặt cô có chút gò bó nhưng không che giấu tán thưởng. Nhìn ra một loạt phát hiện làm cô vui mừng, không biết từ khi nào mà chàng cảnh sát khiến cô cực ghét lại càng nhìn càng vừa mắt, thậm chí thấy may vì người cha phiền phức cứ thúc giục cô đi làm hộ chiếu du lịch nếu không chẳng biết bao giờ mới hẹn được chàng cảnh sát đi về chẳng có quy luật này này anh dư lật nhã phương gọi thẳng tên bỏ chữ cảnh sát đi dư tội không để ý sao thế không sao vừa rồi hình như tôi nhìn thấy một nữ cảnh sát ngồi trong xe à đúng rồi làm sao không có gì tôi nói là nữ nhân mặc cảnh phục đẹp lắm lật nhã phương mập mờ nói không phải ai mặc cảnh phục cũng đẹp nhưng cô ấy mặc thì đẹp ở trường chúng tôi cô ấy là hoa khôi xem ra có vẻ anh đang theo đuổi cô ấy ừ đã từng dư tội thành khẩn thừa nhận lật nhã phương mặt kém vui hẳn khi một chàng trai thoải mái nói về một cô gái trước mặt cô gái khác rõ ràng không để ý tới người nghe rồi có điều tôi không thành công tôi đang nghĩ nên kiên trì không sờn lòng tiếp tục hay là sáng suốt làm bạn chàng trai mà cô ấy yêu trước kia cũng là bạn học của chúng tôi đẹp trai hơn tôi trăm lần văn minh hơn tôi trăm lần gia cảnh không cần nói hơn tôi không chỉ trăm lần dư tội cuối cùng tìm được một người không quá quen để thổ lộ tiếng lòng chuyện này là sao lật nhã phương kỳ vọng đối phương thành thật nếu chỉ một câu lừa dối cô sẽ bỏ đi nhưng khi người ta thành thật cô lại cảm giác đau như thế dư tội liếc mắt sang ngại ngùng nói xin lỗi để cô nghe những lời lãi nhãi của tôi không sao kỳ thực đây là mệnh đề đơn giản anh muốn biến bạn học thành bạn tình nhưng khúc mắt ở chỗ không muốn làm hỏng quan hệ bạn bè còn cô gái đó chưa quên được bạn trai trước anh không muốn làm vật thay thế càng không đủ tự tin nếu bị đem ra so sánh trước mặt người đó anh lại chẳng là gì anh sợ có kết thúc không tốt dẫn tới tổn thương cả hai lật nhã phương một câu làm rõ đống lằn nhằn của dư tội a à, dư tội tỉnh ngộ đúng rồi khúc mắt của mình hình như là ở đó cô gái này nói còn thấu đáo hơn suy nghĩ của mình hình như là vậy lật nhã phương nheo mắt nhìn dư tội ngẫm nghĩ một lúc nói thêm chưa hết hẳn còn quan hệ của anh với cô gái nữa thành chướng ngại tâm lý đây là vấn đề người một chân đạp hai thuyền sớm muộn gì cũng gặp phải sớm muộn gì cũng mất cân bằng dư tội lần này choáng váng thật lén nhìn lật nhã phương không dám nói nữa cảm giác nếu luận chuyện nam nữ mình so với cô gái này như học sinh với cô giáo nhưng học sinh và cô giáo từng lan chạ sao không nói nữa cá tính mạnh mẽ của lật nhã phương vô tình chiếm lấy quyền chủ động cô cởi áo khoác búi gọn mái tóc dài ưu nhã khoe ra đường công sinh động gợi cảm bất kể lúc nào cũng cảm thụ được ánh mắt lấm lét của dư tội nói gì dư tội lúc kỳ vọng hành trình này sớm kết thúc lúc lại mong nó không bao giờ kết thúc biến bạn học thành bạn tình thì khả năng rất thỏa mãn nhưng chuyện không thành thì gặp lại khó xử lắm tôi thông cảm cho băn khoăn của anh Lật Nhã Phương có vẻ rất am hiểu chuyện nam nữ, ví dụ chúng ta, chẳng lẽ anh cho rằng quan hệ cùng giường của chúng ta biến thành quan hệ giống bạn bè sẽ khiến anh có thành tựu. Thật thẳng thắn, dư tội thấy mình nợ lời xin lỗi, đó thực sự là chuyện ngoài ý muốn, sau đó tôi mới nhớ ra, chắc tôi nhầm tầng 18 thành phòng 18. Chuyện đó tôi tha thứ cho anh rồi. Lật Nhã Phương lại lần nữa đổi giọng, nhưng sau đó tôi không tha thứ chuyện anh cố ý tránh tôi vì tôi tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế tôi cảm thấy tội lỗi lắm dư tội nhớ tới chị lâm của y lòng rất day dứt nhưng với lật nhã phương thì lại là kích động ấm áp an ủi sau chuyện đó kỳ thực cô cũng rất lo nếu đối phương là tay chơi cô sợ ảnh hưởng tới danh dự nếu là kẻ lòng dạ bất lương cô sợ bị uy hiếp nếu là kẻ tham lam cô sợ bị cuốn lấy nếu là kẻ đê tiện cô sợ y đem khoe khoang chiến tích khắp nơi nhưng lại là chàng trai hết sức thành thật, ở xã hội vẫn còn thiên vị nam giới rất nhiều này, chàng trai cảm thấy tội lỗi vì một lần ngoài ý muốn gần như không còn nữa rồi. Điều này đánh tan băng khoăn cuối cùng của cô. Xe đi chậm tới mấy thì cũng tới nơi, đoạn cuối hành trình không ai nói gì, xe dừng lại trước cánh cổng lớn và tòa nhà ốc toàn kính sang trọng, đó là thế giới của giám đốc lực. Tới nơi rồi, giám đốc lực. Dư tội nhắc. Theo tôi tìm hiểu thì tôi hơn anh 3 tuổi, vì thế anh nên gọi tôi là chị nếu không xa lạ lắm lật nhã phương tươi cười như dụ trẻ con gọi một tiếng đi dư tội nuốt nước bọt bảo mình đừng nghĩ linh tinh chị lật nên xuống xe rồi thế còn được có vẻ tâm tình của anh không tệ hay là hẹn lúc nào đó đi chơi nhé chuyện này trưa nay tôi vừa nhận được lệnh tập hợp không biết đi bao lâu dư tội vừa ngần người liền thấy lật nhã phương cau mày rối rít giải thích không phải tôi kiếm cớ đâu nghề chúng tôi là thế nói đi là đi không biết bao giờ mới về vậy hôm nay đi hết giờ làm chúng ta cùng nhau ăn cơm lật nhã phương dứt khoát đề nghị được tôi mời chị giao hẹn rồi nhé lật nhã phương mở cửa xe nói thêm một câu anh mặc cảnh phục đẹp trai lắm cạch một tiếng cửa đóng lại dư tội lần nữa ngồi ngay ra sờ cảnh phục lại sờ mặt chuyện gì thế nhỉ thế giới này đảo lộn rồi à hay là trước đây mình nhìn nhận nhầm về bản thân kéo gương chiếu hậu xuống mặt mình vẫn thế mà à có khi là đồng phục vụ hoặc vậy mình nên làm gì đây dư tội lùi xe đầu hiện lên câu hỏi mới rõ ràng quan hệ của họ không thể chuyển biến thành bạn bè nữa chỉ có một đường lăn lên giường mà thôi lời chủ động hẹn hò đó hàm ý rõ ràng suốt dọc đường dư tội cảm xúc rất quá dị tới khi từ nhà thử tiêu trả xe đi ra lại đến cục chống ma túy vẫn không có tin tức Tới khi về gian phòng trống trải ở tổng đội, dư tội vẫn không biết phải làm sao. Tay gấu và vây cá, y đều muốn cả. Tới tổng đội, ai ngờ chẳng có gì cả, công tác tư tưởng, rồi gì gì đó, dư tội bỏ ngoài tai hết, bình thường vốn chẳng nghe, lúc này lại có tâm sự trong lòng. Tưởng thế là xong, vậy mà vẫn án treo lơ lửng, mai tập hợp. Làm quái gì không biết, sao không nói luôn cho xong. 18 giờ, số 22 đường hoàn thành, nhà hàng lão thương chủ, anh nhất định sẽ thích. Dư tội nhìn hàng chữ trên màn hình, đó là tin nhắn lật nhã phương gửi, một cô gái rất chủ động và trực tiếp, y cân nhắc phải trả lời thế nào, nghĩ đi nghĩ lại chửi gửi câu trả lời đơn giản. Được, tôi sẽ tới đúng giờ. Lúc này đã hơn 17 giờ rồi, đường hoàn thành ở thành Bắc, cách tổng đội khá xa, đối với người quen ăn cơm trong nồi lớn của nhà ăn tổng đội như dư tội mà nói, ăn ở nhà hàng lớn với quán ăn nhỏ khác nhau ở chỗ đẹp mắt mà thôi xuống lầu rời tổng đội đi bộ một đoạn mới có xe buýt để bắt dư tội chạy chậm tính toán lộ trình giờ cao điểm thế này e bắt xe cũng khó vừa ra ngoài thì có điện thoại đúng là sợ cái gì thì cái đó tới là điện thoại của an gia lộ do dư mấy giây mới nhận điện thoại alo chuyện gì thế an an cậu đang ở đâu an gia lộ hỏi rất thân thiết ở tổng đội 8 giờ sáng mai tập hợp, chắc là có nhiệm vụ rồi. Dư tội rất sợ nhận được lời mời tương tự của Lật Nhã Phương, một mặt y đã nhận lời trước rồi, lần nữa trái hẹn sẽ rất không hay, huống hồ khúc mắt tâm lý của y với An Gia Lộ vẫn chưa giải quyết, so ra y thà hẹn hò với cô gái từng trải, trưởng thành về cảm xúc như Lật Nhã Phương. Dù chuyện hai người có đi tới đâu tin chắc vẫn xử lý được tốt đẹp. Giọng An Gia Lộ trùng xuống thấy rõ, cô, mình nhớ ra rồi, thử tiêu có nói vậy là lại phải đi xa sao không rõ nữa hy vọng là vụ án trong thành phố vậy an gia lộ có chút do dự nếu bạn muốn gặp mình mình sẽ leo tường ra có điều bạn phải chịu trách nhiệm nhé buổi tối khẳng định không về kịp ký túc xá đóng cổng mai còn phải đi sớm dư tội không để an gia lộ nói ý đồ chặn trước mình chịu trách nhiệm ra được kiếm chỗ cho cậu ngủ để cậu lạnh chết luôn ngoài đường an gia lộ cười khanh khách rồi nhỏ giọng dặn dò vậy thì phải cẩn thận chuyện các cậu làm quá nguy hiểm yên tâm bọn mình chủ yếu là đứng sau chi viện thôi không nghiêm trọng vậy đâu dư tội lòng ấm áp lâu rồi không được nghe những lời quan tâm như vậy vậy thì tốt có điều mình muốn an gia lộ tự hồ muốn nói gì đó nhưng bị kẹt trong miệng không nói ra được dư tội biết muốn cô gái kiêu ngạo như thế bỏ sự rụt rè còn khó hơn cởi quần áo cười yên tâm giải tán một cái mình sẽ gọi cho bạn ngay có điều phải nhắc trước một việc sao trước khi bạn xuất sư chúng ta đừng ăn món do mình nấu nhé được cái đó có thể trong điện thoại là tiếng cười như chuông ngân nghe rất êm tai kết thúc cuộc điện thoại hỏi thăm may quá thế là không phải đưa ra lựa chọn khó khăn như tội cúp điện thoại ôm ngực đau tim quá vừa rồi y phát huy hết bản lĩnh ám thị để cuộc nói chuyện kết thúc theo ý mình tuy ngắn ngủi nhưng tổn thương tế bào não vô cùng chuyện tình cảm rốt cuộc nói thế nào mới đúng tình cảm nếu lý trí có vẻ không nên thêm quá nhiều thành phần dục vọng nhưng nếu nó là tình cảm vì sao lại mang nhiều thành phần lý trí như thế đó là điểm khác nhau giữa an gia lộ và lật nhã phương một ngọc nữ thì lý trí một thuộc nữ lại rất cảm xúc không biết lựa chọn của mình có đúng không một nhớ nhung lý trí và hưởng thụ cảm tình đều là thứ một con người cần dư tội vã mình một cái có chút tự trách càng gần xe buýt Càng gần mục tiêu hôm nay Thuần thuộc đổ xe ở trong không gian hẹp Lật Nhã Phương không vội xuống xe Cô bật đèn trong xe Lật ghế phụ lên Ở đó đặt cái gương lớn Đặt làm riêng Cô phải giữ phong thái nên có của một giám đốc bất kỳ khi nào cần Hôm nay rất cần Cô xem kỹ kiểu tóc vừa làm Ghé tới gần chỉnh kẻ mắt Sau đó lấy son Bôi chút son đỏ Nhấp khẽ Đôi môi đó ánh lên sắc màu hồng tươi Khuôn mặt tỏa ra sắc ngọc Đôi mắt linh động tinh nghịch hai lọn tóc buông xuống vài phần điệu đà, trong sự quyến rũ mang vẻ đẹp tươi trẻ. Đó là hình tượng cô cần, hao phí suốt cả một buổi chiều ở hiệu làm đẹp. Công đoạn cuối cùng, phun ít nước hoa vào cổ áo, cô mở cửa xuống xe, nhìn thời gian, vài phút nữa là tới 18 giờ, đứng ở trước đại sảnh, đợi một người mà cô vì người đó mà đẹp. Trong lòng có chút thấp thỏm, giống như nữ sinh nhỏ sợ mình ăn mặc không đúng làm bạn trai không vui, vì sao hôm nay mình lại có cảm giác đó cô chẳng rõ nữa, hai người thậm chí chưa trải qua bất kỳ chuyện lãng mạn nào, gặp nhau là bằng phẫn nộ, tên khốn đó còn nhổ vào mặt luật sư của cô, cô thực sự chỉ muốn thuê người giết vứt cho rồi. Nghĩ tới đó cô bật cười. Sau đó lại thành khẩn đưa cô 10 vạn, tuy con số thiếu rất nhiều, nhưng khiến cô xúc động, cô cảm giác được đó là nam nhân có kiêu hãnh có trách nhiệm. Tiếp đó nữa ở thâm quyến, cô vui mừng vì cuộc gặp gỡ tình cờ, không ngờ bị y chơi một vố mất hết mặt mũi. Cô quất tới bật khóc bỏ đi Khi về tới khách sạn nhận được điện thoại Cô chẳng nghe giải thích chỉ một mực chỉ mắng Rồi trải qua thời khắc kinh hồn Cô nghĩ cuộc đời mình kết thúc như thế Khi tỉnh lại liền thấy cái bộ mặt đáng ghét đó lần nữa Trong lúc cảm xúc không ổn định Cô tác y hai cái Nhưng không ngờ người căm hận nhất là người mình phải cảm ơn nhất Rất nhiều chuyện như trời đất xui khiến vậy Tạo thành câu chuyện khó lý giải giữa hai người Mỗi đoạn đều có thể khiến người ta hồi tưởng rất lâu bất kể thế nào hình ảnh chàng trai đó ghi vào trong tim cô một cách đặc biệt kết quả dẫn tới đêm à không buổi sáng mê ly đó lật nhã phương sờ gò má nóng trang tới rồi đang chạy trang phục đơn giản màu ô lưu trông rất gọn gàng lật nhã phương vẫy vẫy tay dư tội liền chạy tới qua anh chạy tới à lật nhã phương ngạc nhiên lắm qua cô không gọi tôi không nhận ra dư tội còn ngạc nhiên hơn mỹ nữ giám đốc trang trọng buổi trưa lắc mình một cái nào giày ống cao quần cưỡi ngựa áo khoác ngắn kiểu tóc xoăn thời thường lực xung kích cực lớn hình tượng này thế nào lật nhã phương hai tay chống hông hất hàm hỏi dư tội nhìn thêm lượt nữa gật gù giống thủ lĩnh thổ phỉ vậy mời vào ổ phỉ của tôi xem sao lật nhã phương cười tích mắt không khí tốt hơn hẳn dự liệu của cô hai người sống vai đi vào lật nhã phương không hỏi ý dư tội thoải mái kéo tay y đặt lên cánh tay mình, anh là Lâu La, gặp thủ lĩnh phải có tự giác của Lâu La. Dư tội khoát tay lật nhã phương, vâng, lời lão đại là mệnh lệnh. Nói cười đi vào nhà hàng, trang trí phong cách đơn giản, cục gỗ lớn, bàn vuông kiểu cũ, quầy ba có chút u ám, dư tội có chút quen thuộc. Đúng là ổ phỉ trong phim. Mà lật nhã phương rất giống thủ lĩnh thổ phỉ, ngoắt ngoắt ngón tay gọi phục vụ viên tới, báo vị trí đã đặt, đi lên lầu, phục vụ viên đi qua hoặc đội mũ nồi hoặc cảnh phục hoặc đồ rằng ri nam thiên hướng mạnh mẽ nữ thiên hướng gợi cảm nhìn thoáng qua giống quân phục cảnh phục các nước hay không lật nhã phương cười nhỏ qua đúng là hay nếu mà nữ cảnh sát ở đơn vị đều mặc thế này thì thích quá dư tội nhìn nữ phục vụ mặc cảnh phục cài thiếu cúc ngực chả biết thật hay giả mà nhô lên cả đống tôi thấy nam cảnh sát mà đều đẹp trai như vậy mới thích Lật Nhã Phương búng tay cái tách rất sành điệu, chỉ một phục vụ nam mặt cảnh phục rất đẹp trai. Đúng thế, cái tên đó đẹp hơn hàng thật nhiều. Hai người nhìn nhau cười, đi vào phòng bao lại là một kiểu phong tình khác, vách tường như triển lãm vũ khí, may mà từng ở ban trang bị hậu cần, nhận ra trình độ làm giả ở đây rất cao, dư tội đủ kiến thức làm thỏa mãn sự tò mò của Lật Nhã Phương, đó là khẩu súng lục quan dơ P38, kia là khẩu bán tự động Heckler và cóp HK45. Lật Nhã Phương liên tục chớp đôi mắt đẹp lắng nghe, khoát tay tựa vào vai y, tựa như đôi tình lữ, cảm giác rất thích. Bàn làm bằng thép, đơn giản, thô sơ, nhưng phù hợp phong cách nơi này, Lật Nhã Phương cởi áo khoác treo lên lưng ghế, thân hình yểu điệu làm dư tội chưa ăn đã chảy nước dãi, vỗ trán, hôm nay thất thố quá nhiều rồi. Lật Nhã Phương tựa hồ cố ý ưỡn ngực lên hỏi, bộ trang phục này có phải quê mùa lắm không? Không, chắc chắn không, nữ nhân ăn mặc xinh đẹp không khó, cá tính cũng không khó, nhưng vừa nữ tính lại cá tính không dễ, sao trước kia tôi không nhận ra nhỉ?" Dư tội nói thật lòng. "Vì anh cứ né tránh nên không có cơ hội." Lật Nhã Phương tính nợ cũ. "Không phải tôi né tránh, mà là bận thật, hình cảnh chẳng phải là nghề hay ho gì, xảy ra vụ án một cái phải đi ngay, bất kể là sáng sớm hay đêm khuya." Dư tội nhận ra mình xa lạ với thế giới bình thường quá rồi, ví như loại nhà hàng này kỳ quái như vậy mà chật kín khách, thật khó hiểu. Được, tôi tiếp nhận cái cớ của anh, thích nơi này không? Lật nhã phương đang tay vào nhau, hỏi. Rất ngầu. Phục vụ viên đi vào, mang theo bình rượu lớn, làm dư tội như nhớ tới chuyện gì. Lật nhã phương cười khẽ, đừng sợ, rượu ở đây là rượu ngọt, so với rượu phần chỉ như nước lã. Khẽ nhấp một ngụm, trước thơm sau ngọt, coi như là món đồ uống thai vị tốt, lật nhã phương giới thiệu nhà hàng này chủ yếu hướng tới vị khách mê quân cảnh dùng súng đạn các loại quân cảnh phục tạo ra không khí khác biệt kinh doanh rất tốt một kể về tin đồn đại về quân cảnh mà mình nghe được một kẻ đối chiến thực sự thế nào hai người rất tâm đầu ý hợp khi thức ăn đưa lên lại lần nữa làm dư tội ngạc nhiên bát canh là một cái cai sân đĩa thức ăn như mũ sắt còn đĩa nhỏ trực tiếp dùng đồ hộp quân dụng còn đặt cái bộ đàm để gọi phục vụ alo cho một anh chàng mặc đồ rằng ri tới rót rượu đi lật nhã phương nổi tính trẻ con gọi quả nhiên có anh chàng ăn mặc như lực lượng chống khủng bố tới rót rượu kép chân kính lễ sếp còn cần gì nữa không ạ à? nơi này có interpol không dư tội cũng nghịch ngợm hỏi gọi một người đi anh ấy thích nữ cảnh sát lật nhã phương cười vui vẻ sếp đợi chút tôi lập tức gọi chi viện chàng trai rất nhập vai kính lễ lùi ra Lát sau có cô gái mặc cảnh phục nước Pháp đi vào, hỏi cần gì, lật nhã phương cười ngặt nghẽo, anh đây muốn làm quen với đồng nghiệp. Dư tội xấu mặt, nữ cảnh sát mỉm cười rót ly rượu cho dư tội rồi đông đưa cáo từ, luôn luôn có khách tới lần đầu tới tò mò rất mạnh, phục vụ sẽ nhanh chóng hóa trang thành bất kỳ đơn vị nào, thỏa mãn nhu cầu của chỉ huy. Món chính hôm nay là thịt nướng, tiếp tục làm dư tội ngạc nhiên, giá nướng giống bể bắn, dụng cụ là dao quân dụng, dư tội xẻo thử, cực sắc, nhìn lật nhã phương thuần thục xẻo thịt đưa mũi dao bên mép trắng mạnh nhai cực kỳ thô bạo có vẻ chẳng sợ bị thương làm y tròn mắt nhớ lại ấn tượng lần đầu gặp nhau đúng là một trời một vực nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha